Cùng iSurfire Trainer đi tìm hiểu mua thêm Worker ở đâu tốt. Tìm thêm miễn phí ở đâu. Người dùng thường hỏi chúng tôi rằng họ có thể mua thêm Worker ở đâu tốt nhất. Cụ thể, các chợ bán thêm hoặc thêm Marketplay Worker nào là tốt nhất. Thực sự có rất nhiều thêm tuyệt vời trên mạng đến nỗi hầu hết người mới bắt đầu cảm thấy hơi choán ngập trước các lựa chọn. Trong video này, Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những nơi tốt nhất để mua thêm WordPress và liệt kê những thị trường thêm WordPress hàng đầu mà bạn nên xem xét. Trước khi bạn mua thêm WordPress, bạn nên tự hỏi mình những câu hỏi cơ bản sau. Trang web của bạn chuyên về lĩnh vực gì? Mục tiêu chính của trang web của bạn là gì? Bạn dự định làm thế nào để đạt được những mục tiêu đó? Đồng thời suy nghĩ về kế hoạch tiếp thị nội dung chiến lược tạo khách hàng tiềm năng và tất cả các plugin hoặc cần thiết mà bạn sẽ sử dụng trên trang web của mình. Bạn nên viết ra những ghi chú này vì nó sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung. Để biết thêm các mẹo chi tiết, hãy xem bài viết của chúng tôi về cách mua thêm hoặc hoàn hảo và những điều bạn cần cân nhắc. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét nơi để mua thêm hoặc ở đâu và các thị trường thêm tốt nhất hiện nay. Moro Marketplace là một thị trường lớn cho các thêm, Plurin và dịch vụ WordPress. Tại thời điểm viết bài này, họ có hơn 7.900 thêm một Plurin được bán, bao gồm hơn 900 thêm cao cấp. Bạn cũng sẽ tìm thấy các dịch vụ WordPress của họ được cung cấp bởi các công ty hosting WordPress hàng đầu như Bluehost. Mỗi thêm tại Moro Marketplace đều trải qua quy trình gửi thủ công. Nhóm đánh giá của họ kiểm tra từng thêm một cách cẩn thận để đảm bảo các tiêu chuẩn coding chất lượng cao. Thị trường được sắp xếp gọn gàng thành các thêm và danh mục với tính năng tìm kiếm có thể lọc. Điều này cho phép bạn nhanh chóng xác định các thêm được thiết kế cho ngành hoặc danh mục cụ thể. Người bán của họ cung cấp hỗ trợ cho tất cả các thêm của bên thứ ba. Mỗi mục đều có diễn đàn hỗ trợ riêng, nơi bạn có thể duyệt qua các thêm trước đây hoặc yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn đang tìm kiếm một thêm WordPress miễn phí thì WordPress.org là nơi tốt nhất để bắt đầu tìm kiếm của bạn. Với hơn 4 800 thêm miễn phí. Đây là bộ sưu tập lớn nhất các thêm WordPress miễn phí.Ưu điểm của việc chọn thêm từ WordPress.org là chúng được đưa vào sau một quá trình xem xét nghiêm ngặt. Điều này có nghĩa là các thêm này tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về thư mục thêm WordPress. Những thêm miễn phí này sẽ thiếu các tính năng mà bạn thấy trong các thêm cao cấp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn mua thêm miễn phí và muốn trải nghiệm thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn. ThemeForest là một phần của Envato một mạng lưới thị trường thiết kế, đồ họa, âm thanh và video lớn. Themeford cung cấp một bộ sưu tập lớn các thêm quật cao cấp được sắp xếp gọn gàng theo các danh mục và có thể dễ dàng tìm kiếm. Một số thêm có sẵn trên Themeford nằm trong số các thêm quật thờ bán chạy nhất mọi thời đại. Mỗi nhà phát triển thêm chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ và tài liệu đầy đủ cho các sản phẩm của họ. Hầu hết các mặt hàng được cung cấp trong thời hạn giấy phép 6 tháng bao gồm hỗ trợ và cập nhật bạn có thể dễ dàng đọc đánh giá của người dùng xếp hạng thêm và xem danh mục đầu tư của nhà phát triển trước khi mua thêm hay mua pelurine trên đây tất cả các mặt hàng tại thermaphore đều được xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng của cót và các phương pháp tốt nhất do sự cạnh tranh cao trong thị trường thêm cao cấp bạn sẽ thấy các thêm có rất nhiều tính năng và phần thưởng miễn phí đi kèm để thu hút khách hàng cung cấp một bộ sưu tập lớn các thêm WordPress cao cấp cho hầu hết mọi loại trang web. Với hơn 80 thêm cao cấp, Cursinator đang đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển WordPress và chủ sở hữu trang web kể từ năm 2010. Họ có một số thêm WordPress tốt nhất cho nhà hàng, thêm bán hàng, thêm khách sạn, tạp chí và thêm doanh nghiệp trên thị trường. Tất cả các thêm của họ đều thân thiện với người mới bắt đầu. Chúng đi kèm với các tính năng linh hoạt và các tùy chọn tùy chỉnh dễ dàng hơn. Các thêm được sắp xếp gọn gàng theo danh mục với ảnh chụp màn hình chi tiết. Mô tả và bản trình diễn trực tiếp. Vì họ bán thêm của riêng họ, bạn sẽ tìm thấy tài liệu chi tiết cho từng thêm trong táp hỗ trợ khi mua thêm trên đây. Bạn có thể nhận tất cả các thêm của họ với giá 69 đô một năm, hoặc 199 đô để truy cập suốt đời với hỗ trợ và cập nhật. Elegant Thêm là một trong những cửa hàng thêm quật thờ lâu đời nhất và nổi tiếng nhất. Elegant Thêm cung cấp các thêm. Tholurin quật thờ cao cấp và một trong những trình tạo trang kéo và thả tốt nhất trên thị trường. Đó là The DV Builder. Không giống như các thị trường thêm được đề cập trong danh sách. Elegant Thêm phát triển và bán các thêm của riêng họ. Điều này đảm bảo rằng bạn nhận được có chất lượng được tối ưu hóa cho tốc độ và hiệu suất cũng như khả năng tương thích với nhiều loại Perlurin và công cụ thờ Có lẽ phần tốt nhất về Elegantem là mô hình định giá của họ. Chỉ với 89 đô, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các sản phẩm của họ trong một năm với sự hỗ trợ và cập nhật. Chỉ với 249 đô, bạn có thể mua giấy phép trọn đời. Cả hai giấy phép đều cho phép bạn sử dụng tất cả các sản phẩm của họ trên số lượng trang web không giới hạn. Nếu bạn muốn mua DV thêm, thì đây là trang uy tín nhất để mua thêm này. Sertiu là một trong những cái tên dễ nhận biết nhất trong ngành thêm quật thờ. Họ là những người tạo ra khung thêm Genesis. Cung cấp nền tảng vững chắc để phát triển các thêm quật thờ chất lượng cao. Sertiu cung cấp các thêm và thêm quật thờ của riêng họ do các nhà phát triển bên thứ ba phát triển. Tất cả các thêm có sẵn trên thị trường của họ đều là thêm con của Genesis không giống như nhiều người bán thêm cao cấp khác. Thêm Certilipper cung cấp các tính năng đơn giản hơn mà bạn thực sự cần và sử dụng trên trang web của mình. Thiết lập thêm Certilipper thường dễ dàng hơn nhiều thêm cao cấp khác. Nếu bạn đã quen với thêm Certilipper thì mua thêm trên đây sẽ là nơi uy tín nhất. Các gói định giá của họ bao gồm phí một lần cho các bản cập nhật và hỗ trợ không giới hạn. Bạn có thể mua một thêm duy nhất hoặc gói thành viên của họ với giá 499,95 đô nó cho phép bạn truy cập vào tất cả các thêm của họ cùng với tất cả các thêm của bên thứ ba. Nếu bạn không có nhiều chi phí để mua thêm từ chính nhà cung cấp thì bạn vẫn có thể sở hữu thêm thờ hoặc pelurin quật thờ cao cấp mà bạn muốn với giá rẻ hơn gấp nhiều lần so với nhà cung cấp khi mua các sản phẩm tại thêm T3T nhé. Ice Trainer là kênh update thông tin sản phẩm 24/7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.